Bố tôi năm nay 37 tuổi, bị u gan đa ổ giai đoạn cuối. Tôi có thể kết hợp cây sáo tam phân và cây an xoa để sắc uống chung có được hay không? Mong nhà thuốc tư vấn giúp tôi ạ. Chào bạn, bố bạn bị u gan đa ổ giai đoạn cuối thì bạn có thể dùng kết hợp cây sáo tam phân và cây an xoa để sắc chung uống với nhau. Ngoài ra thì bạn nên kết hợp thêm cây nấm lim xanh để cho ông uống theo tỷ lệ như sau. Cây sáo tam phân 15g, cây an xoa 20g, nấm lim xanh 20g. Các vị thuốc trên bạn đem rửa sạch, riêng nấm lim xanh thì nên rửa sạch phần chân nấm và cây an xoa thì nên sao vàng hạ thổ cây thuốc trước khi sử dụng. Sau đó thì bạn đem sắc với 1 lít rưỡi nước, đun cạn còn khoảng 500ml nước và cho bệnh nhân uống nhiều lần trong ngày. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn. Nếu như là còn bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn thêm thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.